Nờ Ô Nô hoảng loạn, khóc lóc méo máo xin TikTok cơ hội làm lại, tiết lộ đang bị đe dọa, công kích. Trên video mới nhất được đăng tải, TikToker Nờ Ô Nô cho biết bản thân đang cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Anh khóc lóc xin mọi người tha thứ và xin quản trị viên TikTok cho bản thân một cơ hội làm lại. Sau nhiều ngày gây ồn ào với câu chuyện làm từ thiện không đúng cách, gây ra phản cảm, Nờ Ô Nô đã phải nhận về rất nhiều bài học đắt giá. Trong số đó là sự quay lưng của khán giả. Mọi người đã mất niềm tin vào nam TikToker, do đó dù đã lập tài khoản mới nhưng các clip gần đây của anh lượng tương tác khá thấp. Nếu có, đa phần vẫn là những bình luận mang ý chỉ trích. Mới đây, Nờ Ô Nô tiếp tục lên tiếng mong cộng đồng mạng cho anh cơ hội làm lại. Anh gửi lời xin lỗi đến mọi người và cảm ơn sự tha lỗi của bà cụ trong clip từ thiện cũng như cơ quan chức năng. Nam TikToker khẳng định bản thân đã đóng phạt đầy đủ cũng như đã nhận lỗi sai của mình, mong một cơ hội được làm lại. Nờ Ô Nô vừa khóc vừa nói, phía Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan an ninh mạng đã phạt em ở mức nhẹ. Em thấy đó là điều rất may mắn. Thật sự mấy hôm nay em rất hoảng. Em khóa hết số điện thoại, mạng xã hội của em lại là vì một ngày em nhận 1.000 đến 2.000 cuộc điện thoại, tin nhắn rất nhiều công kích em. Em biết em sai nhưng mọi người ơi, em đã đóng phạt, chấp hành mọi hình phạt rồi nên chỉ mong mọi người dừng lại. Em rất stress và không mong gì ngoài sự tha thứ. Xin các anh chị quản trị viên của TikTok cho em một cơ hội để em sửa sai. Em sẽ đem đến những nội dung văn minh, tích cực cho cộng đồng. Em có ghi trong bản cam kết rồi và hứa sẽ không tái phạm nữa, nam TikToker nói. Trước đó, kênh TikTok ban đầu của Nờ Ô Nô đã đạt gần 1 triệu follow. Thời điểm vụ ồn ào xảy ra, kênh này bị sụt hơn 300.000 follow chỉ trong thời gian ngắn và sau đó là bị TikTok khóa vĩnh viễn vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Để làm lại từ đầu, Nờ Ô Nô đã lập kênh mới và kêu gọi mọi người ủng hộ. Tuy nhiên, những clip gần đây của anh vẫn chỉ nhận về những lời phê bình, không ai còn quan tâm. Việc bị mất kênh TikTok được cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nam TikTok này. Biết mình đã đi quá xa, Nờ Ô Nô nức khóc nói, mất đi kênh TikTok, bị lên báo, lên TV, lúc đó em mới hiểu rằng em cần chấn chỉnh bản thân mình. Và em cũng mong muốn rằng những anh chị ở trên mạng và những bạn content creator sẽ không gặp sự cố như em, sẽ đem đến cho không gian mạng những điều văn minh, ý nghĩa. Những người tiếp xúc với em đều biết em như nào và những gì em đưa lên mạng đều có thể khiến mọi người nhìn vào đó đánh giá em. Em biết lỗi rồi. Liên quan đến sự việc trên, vừa qua, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu trong hội nghị triển khai các giải pháp quản lý quảng cáo trên mạng cho biết, với kênh Nờ Ô Nô, Bộ đã công bố là kênh vi phạm, nhãn hàng nào bốc quảng cáo và kênh đó thì nhãn hàng đó cũng vi phạm. Như vậy, dường như Nờ Ô Nô là một TikToker đầu tiên bị phong sát tại Việt Nam. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm, trong hoạt động quảng cáo, các nền tảng xuyên biên giới có lợi thế nhất định do họ có công nghệ hiện đại, lượng người dùng lớn, có nhiều dữ liệu về hành vi người dùng phục vụ bán quảng cáo hiệu quả. Tuy nhiên, nền tảng này có nhiều nội dung quảng cáo bẩn, thu hút được rất nhiều người xem, dẫn đến nhiều hệ lụy. Vì vậy, bằng mọi cách phải chấm dứt quảng cáo bẩn trên không gian mạng. Được biết, ngoài mất kênh TikTok gần 1 triệu follow, Nờ Ô Nô còn bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đã có thái độ không đúng trong clip tặng đồ ăn cho cụ bà. Đa phần người xem đều đồng tình với quyết định từ cơ quan chức năng, cho rằng sự mạnh tay này là điều cần thiết để những người làm sáng tạo nội dung chú ý hơn vào từng sản phẩm.